Hello mọi người. Nào, mọi người tiếp tục livestream tiếp nào. Ca này thì em sẽ live sang ảo kiểu nhá. Xả ảo kiểu trong vòng 1 tiếng duy nhất này. Xả áo kiểu trong vòng 1 tiếng duy nhất, giá rẻ như cho này. Chia sẻ livestream 10 lần cho em nha. Xả banh nóc đi. Ai đang xem mọi người thấy xin một chấm nào. Liên thả chấm này chị ơi, thả chấm này chị ơi. Đang coi live thả em xin một chấm nào. Nhanh tay này. Minh này với cả Nam Minh nó khác gì nhau nhỉ? Áo kiểu mới nhá, áo kiểu giá rẻ nào. Áo kiểu giá rẻ. Xả sắp mặt luôn này. Đây. Đây đang ghi mặt. Áo kiểu xả sắp mặt nào. Mẫu đầu tiên đang mặc có ai không ạ? Nào nhanh tay nào. Hỏi chả nói gì. Em đang live mà. Ủa mà hôm hóng nhẹ. Tại sao mà cứ phải làm là mất đi cái tập trung của em nhỉ? Nào mã đầu tiên nào. Em áo đang mặc lại áo kiểu co giãn thoải mái cho người tầm khoảng từ 52 đến 53 cân đổ về nhá. 52 đến 53 cân đổ về. Giảm xuống chỉ còn có 99.000 thôi này. Kiểu đầu tiên 99k. Áo trễ vai bánh bèo 99.000 một chiếc nào. Ai lấy comment cho em là 01 kèm số điện thoại 99k áo kiểu nhá. Nào mọi người chia sẻ livestream cho em với ạ. Chia sẻ cho em lên các nhóm hội. 99.000 một áo nào. 99k một áo thôi ạ. Rất là tiểu thư đây. Hàng trẻo, hàng này hàng chéo vai nhá. Hàng này hàng xẻo vai. Mặc rất là đẹp, 99.000 thôi này. 99k nào. 99.000. Lấy thì comment cho em luôn, 01 kèm số điện thoại 99k. Muốn mua cái gì comment cho em nào. Áo kiểu rất là nhiều nhá, nhiều lắm. Đây mọi người comment cho em đi nào. Mẫu này 99.000 này. Ai ôm chốt nhanh cho em nhá. Trễ vai, trễ vai. Xinh dã man đây ạ, mặc cùng với cả em quần giả váy này. Hay là em váy xòe. Rất là trẻ trung, có 99.000 thôi. Mã 1. Mở hàng cho em mã 199.000 nào. Giá rẻ như cho đây ạ. Không ưng comment là qua mẫu nhá. Xem không ưng comment là qua mẫu. Có 99.000 thôi. Đây là mã số 1 này. Mà đây 99.000 nào. Hàng cao cấp đây ạ. Hàng cao cấp 99k nhá. Em sang mẫu mới này. Đây là mã 1. 200 là 2, cái này là 210.000 ạ. 210k giảm còn 99.000 thôi. Em sang mẫu tiếp theo này. Mã 1 đây nhá, trễ vai. 99k này. Sang mẫu tiếp theo nào. Này
Ok, Trinh Huynh lấy mã số 1 này. Trinh Huynh mã 1. Số không ngoài ấy. Hà Ngân kìa. Hà Ngân ơi, hôm qua em cho sai số Hà Ngân ạ. Hôm qua em cho sai số, em cho có 9 số điện thoại thôi, nên là không gọi được nhá. Đâu ở ngoài ấy, tâm đi. Trinh Huynh. Có mà, Trinh Huynh để cái váy hồng đấy em. Lụa hồng đấy. Nào, một em sơ mi trắng này cho người từ khoảng 53 cân đổ về vừa. Mẫu này giảm còn 99.000 thôi. Sơ mi trắng nào, 99k một chiếc, hàng đẹp nhá. Ok, Hà Ngân nhá, xem đơn Hà Ngân quan sát đã được rồi. Hà Ngân ơi, giá 99.000 này ạ. Giá 99k nhá. Hà Ngân ơi, chọn mẫu khác cho chị nhá, tại vì cái combo hôm qua à. Chị ở Long Biên, Hà Nội nhá. Nào, 199.000 thôi ạ. Sơ mi trắng này, 99k. Cho người từ 53kg đổ về nhá. Đây là hàng cao cấp của em ạ. Màu trắng hàng cao cấp, 99.000 thôi. Lấy comment là 02 cho em kèm số điện thoại nào. Ok, Minh Ngọc một chiếc này, 99.000 nào. Ô này, quay hàng khác này. Đây đây, đây được cái này. 99k nào, ai lấy comment luôn cho em đi ạ. Mã 1 là cái áo kia đúng không? Ừ, mã 1 là cái ấy. Cái áo kia mà. Chính là cái đen thôi, còn đây là mã 2. Ok, hàng ngân cho nó địa chỉ này. Nào, 99.000 thôi ạ. Sơ mi hàng cao cấp đấy ạ. Sơ mi hàng cao cấp, 99k nào. Lấy comment cho em luôn nào. 99.000, giảm còn 99k thôi ạ. Làm sao? Không, 1, 2, lẻ ạ. Đây là đang mục lẫn đây này. Em đang loạn soạn ra này. Hàng cái gì cái này là 99k hết. Thơm à, mấy cái này 49.000 bá. Đây này. Cái này chị ấy, chị làm ớt hả? Đây là chị đây. Cái này là gì? Đây là hàng 49.000 mà. Nào, còn em ơi, còn nó chị lấy cho rồi, còn chị lấy cho rồi nhá, lấy cho em rồi. Nào, 99.000 ạ, 99k một chiếc này, em còn đúng một cái thôi ạ, còn đúng một cái thôi. Ai lấy comment cho em là 02 kèm số điện thoại nào. Ok, cảm ơn Hoàng Yến ạ. Ok, Hanasuka lấy mã số 2 này. Hanasuka lấy mã số 2 nhá. Em sang mẫu mới này. Tại vì đây hàng này đang lẻ 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 quá mất rồi. Em sang mẫu mới nhá. Hanasuka mã số 2. Tiếp theo nào. Áo kiểu về hàng rất là nhiều, hàng đẹp về mùa này. Cái áo con mèo đi. Con mèo á? 79.000 lấy gì? Tiếp theo này của em, áo hàng đẹp này. Đây ạ. Em này là dáng sơ mi chui này, hàng cao cấp, 99.000 thôi ạ. Cái đấy hàng có co giãn em nhá, hàng có co giãn, chỉ có cái phong to hơn đấy. Em bao cân? Em bao nhiêu cân? Nào, tiếp theo này, mà em này sơ mi chui ạ, từ 55 cân đổ về vẫn vừa, 99.000 nào. Không ai cái nào đấy. Đấy, chính là số này. Ừ. Cái này của em là 99k này,
Đây ạ, form dáng rộng đây, cho người từ 55 cân đổ về vẫn vừa. Cái váy là dáng chui nhá, dáng chui. 99.000, hàng vải rất là đẹp đấy ạ. 55-56 cân đổ về vẫn vừa, 99k thôi. Ai lấy thì comment luôn cho em nào. Lấy comment luôn cho em đi ạ, giá rất là rẻ này. Đây, hàng này thì là hàng 49 thì là sao? Vào đây. Lấy comment luôn cho em. Ừ, nhưng cứ cãi, cứ lấy hai đài cơ. Mình nhìn áo mình biết rồi. Nào, cái này 99k này. Đây ạ, à, form dáng rộng đây. Ai lấy comment luôn cho em nhá. Đây là dáng chui, sơ mi dáng chui. Mã số 3 một chiếc này. Đây là hoa nhí hình con cá. Hình con cá. Hình con cá hoa nhí này. Con cá nhí này. Giá rất là rẻ ạ, à. Có bao nhiêu nhỉ? 99.000 thôi ạ. Em sang mẫu mới nhá. Sang mẫu mới này, em ảo von này, sao ảo von nhá? Sao ảo von? Sao có các bác giá von bao nhiêu? Von. 79. Nào. Áo von nào, von 2 dây đấy ạ. Cổ yếm rất là sang này. Màu đỏ. Chia sẻ livestream cho em mỗi người 10 lần lên các nhóm hội nhá. Share like mỗi người 10 lần lên các nhóm hội cho em nào. Màu đỏ rất là đẹp đấy ạ. Dáng 2 giây. Đó. Cái này bán nhanh 79k này. Co giãn thoải mái từ 55 cân đổ về vẫn vừa nhá. 79.000 thôi. Màu đỏ nào, 79k. Dáng 2 giây rất là sang đấy ạ. 79.000. Cái này là 150k nhá. Giờ giảm còn 79.000 thôi. Ai lấy comment cho em 04 nào. Từ 55 cân đổ về chị ơi, co giãn thoải mái, hàng phải thun cát ạ. Anh chỉ có xe đâu. Phải. Đi ra chỗ đi. Đấy. Tại ra muộn nhá. Ui nhưng mà để không tí em không 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 để đi về đấy. Nào. Ngay chỗ bún bò Huế. Có ai quán cà phê. Nào, lấy comment cho em nào, 04 kèm số điện thoại. Từ 55kg đổ về nhá, hàng 2 giây. Từ 55 cân đổ về. Không có trắng em ơi, có đúng màu đỏ thôi. Áo em ơi, nguyên áo 79k. Nguyên áo 2 giây 79.000 này. Màu đỏ 79k nào. À, bán áo thôi ạ, à, bán áo thôi. Bàn áo thôi, 79.000 áo 2 giây nhá. Hàng vải thun, từ 55 cân đổ về vẫn vừa. Phối đồ rất là dễ đấy ạ. Màu đỏ nào. Từ 55kg đổ về này. Ai lấy thì comment luôn cho em nhá. 79.000 thôi ạ. 79k. Hàng vải thun cát. Chất hàng thun cát co giãn thoải mái ạ. Chất hàng thun cát co giãn thoải mái. Ai lấy thì comment luôn cho em nào. 79.000 giá rẻ như cho đấy ạ. 79k hàng thun cát này. Đây ạ. Từ 55 cân đổ về vẫn vừa, co giãn thoải mái này. Mã 4 nhá, 79.000 thôi. Áo 2 giây. Form rộng này, form đúng quần mà. Ai lấy comment là 04 cho em kèm số điện thoại nhá. Em sang mẫu mới này. Cái này 79k này. Vào cái áo tao đấy.
mày đi là anh bớt hết cho. Đi anh, tao giảm nhá. Nào, cái áo này tao bảo mày nè. Em mang 5 rồi. Ừ, 40 nhá. Ừ, tao lấy mà. Nào, em mã 5 nào. Cái này là áo ngủ hàng vải lụa. Áo ngủ hàng vải lụa nhá, 2 dây lên rất là sang này. Đó. Nó có hàng kiểu mà. Áo ngủ vải lụa đẹp không ạ? Cái này bán nhanh 59.000 thôi. 59k mã số 5 nào. Đây là áo ngủ nhá mọi người nhá. Áo ngủ lụa. Rất là mát này. Có mỗi màu xanh này thôi ạ. Có mỗi màu xanh tím than này thôi. Màu đẹp mà. 59.000 một chiếc. Ok, Thiên Lý lấy mã 5 nhá. Thiên Lý lấy mã 5 này, 59k ạ, Thiên Lý này. Mọi người đừng ao ra vội nhá, còn nhiều mẫu đẹp lắm ạ. Còn nhiều áo kiểu hay lắm. Tiếp theo này. Ủa, ngoài Thiên Lý ơi, comment lại số cho em với. Comment lại số cho chị với. Mã 5 hết hàng mất rồi ạ. Mã 5 em hết rồi. Cố thực tìm màu beo này. Trong quá. Trong hàng quá ấy. Hôm qua đã ném em xếp hết rồi. Nào, mã 5 hết hàng rồi ạ. Thiên Lý comment lại số cho chị nhá. Sang mã 6 này. Em sơ mi ạ. Sơ mi này 49.000 màu trắng cổ tàu nhá. Màu trắng cổ tàu rất là sang đấy ạ. 49.000 cho người từ 53 cân đổ, 52 cân đổ về thôi ạ. 52 cân đổ về thôi. 49k nào, sơ mi trắng cổ tàu rất là sang đấy ạ. Đây là mã số 6 này, 49.000. Mã 6 49k nào. Lấy comment là 06 cho em kèm số điện thoại nhá. 49.000 một chiếc nào. Đẹp long lanh đấy ạ, kèm tang áo này. Có 49k thôi. Mã số 6. Không ưng thì comment là qua mẫu cho em nhá. Ok, Trang Nguyễn Thị Vân này. Comment lại số cho em với Trang Nguyễn Thị Vân ơi. Trang Nguyễn Thị Vân lấy comment lại số cho em nào. Không sao, khách quen, cứ cho đi. Anh cho đi, khách quen nào. Nhiều người lấy mã 6 thế. Đây, ok Trang Nguyễn Thị Vân ạ. Mã 6. Còn cái nào không nhỉ? Ôi, 49.000. Hết rồi sao ấy? Hết rồi ạ. Mã 6 hết hàng mới còn được một cái. Sang mã số 7 giúp em nào. Sang mã 7 nào. Em này của em là dạng áo cỏ lon tốt nhá. Sơ mi cỏ lon tốt hàng cao cấp ạ. Hàng cao cấp phải vải này, vải vải von lụa này, chất hàng von lụa. Mã 7 nào, màu đen. Mẫu này từ 5 cái này phải tầm khoảng 55 56 cân đổ về vừa nhá. Dáng cỏ lon tốt. 99k nào, 99.000 một cái thôi. Ai lấy comment là 07 cho em kèm điện thoại này. Sơ mi von lụa, dáng đuôi tôm đẹp đẹp chưa? Cỏ lon tốt đuôi tôm. 99.000 thôi. Mã 7 99k nào. Một chiếc duy nhất này. Màu đen. Màu đen một cái duy nhất nhá. 99.000. Ai lấy comment là 07 cho em kèm điện thoại nhá. 99k thôi. Mã 7 này. Em sang màu mới. Mẫu này 99.000 nhá. Tiếp theo này. Còn nhiều áo kiểu lắm mọi người đừng ao ra vội nhá. Rất là nhiều áo kiểu đừng ao ra vội. Tiếp theo là một em áo von này. Đây
ok, nhẹ lòng bước đi này. Lấy mã số 7 này. Nhẹ lòng bước đi. 99.000. Tiếp theo này sang mã số 8 cho em nào. Em áo von. Áo von hàng đẹp nhá, Việt Nam cao cấp đấy ạ. Đây ạ. Hàng Việt Nam cao cấp này. Thấy không ạ? Dành cho người từ 55 cân đổ về vẫn vừa, mặc đi làm thoải mái này. Mặc đi làm thoải mái ạ. Lấy comment là 08 cho em nhá. Mã 7 hết hàng của trang user ơi. User ơi. Nào mã số 8 nào. Sao mã 8 cho em đi ạ. Đẹp chưa? 59.000 thôi này. 59k thôi. Von trắng nhá, mặc sơ viên đi làm rất là đẹp này. Đó, hàng Việt Nam xuất khẩu rất là đẹp nhá. 59k thôi. Giá gốc là 250 mấy nghìn nhá. Giờ giảm còn 59.000. Từ 55 cân đổ về là từ 55 cân đổ về. Lấy comment cho em là 08 kèm số điện thoại. Nhanh tay vì em có mấy cái rồi ạ? 4 cái thôi. Có đúng 4 cái rồi này, mã số 8 nào. 59k một chiếc, hàng 7 von này ạ. Von 3 lỗ này. Ok, nhà lòng bước đi lấy mã 8 luôn này. Nhanh tay nào. 59.000 một cái. 59k. Mã số 8. Rất là dễ mặc đúng không ạ? Hàng vải von đẹp lắm, hàng von rất là đẹp này, cổ tim. Cực kỳ sang này, mặc đi làm thoải mái nhá, cổ tim. 59.000. Lấy comment cho em là 08 kèm số điện thoại nào. Chia sẻ like cho em mỗi người 10 lần nhá. 59k thôi. Đừng ao ra vội nào, đừng ao vội, có rất là nhiều áo đẹp này, đừng ao ra vội. Cái này 59.000, mã 8, ok, Ly Nguyên này mã 8 này. 59k thôi ạ, còn 2 cái nào. Còn 2 cái thôi ạ, ai lấy nốt cho em đi. Cái này là 230 cái này. Ly Phạm. Ly Nguyên. Hàng cao cấp của em đấy ạ, hàng cao cấp nhá. Việt Nam xuất khẩu, hàng cao cấp. Mặc công sở làm rất đẹp này. Tem mác này, đúng không ạ? Cả mã vạch để mà check luôn nhá. Cả mã vạch để mà check luôn này này. Đó. 59.000 cái áo thôi, sale giá rẻ cực kỳ luôn đấy ạ. Từ 55 cân đổ về, lấy comment luôn cho em là 08 kèm số điện thoại nhá. Cái này đẹp mà, ai lấy được không ạ? 59k một chiếc nhỉ, mã số 8 này, 59.000. Em sang mẫu mới này. Có ai lấy mã 8 nữa không? 59k nhá. Tiếp theo chân váy này. Chân váy 100.000 hai cái. Ok, Thiên Lý nhá, Thiên Lý là cái đang mặc này. Thiên Lý ơi, comment lại số cho chị với ạ. Đây có váy, chị ơi, váy đây ạ. Váy đây. Thiên Lý comment lại cho chị số điện thoại nào. Nó bị ẩn mất comment rồi sao ấy. Ok, Trang này mã 8 là hết này. Hết mã 8 nhá. Đến Trang là hết nhá. Chốt Trang là hết này. Hết mã 8. Quần đang mặc không bán ạ, quần đang mặc hết hàng từ lâu lắm rồi. Ai nhở? Thiên Lý ơi, comment lại số cho chị nhá. Comment lại cho chị số điện thoại. Em sang mẫu mới này. Đây chân váy đây. Tiếp theo là của em sơ mi này. Đây chân váy 100.000. 100.000 hai cái. Giá rẻ như cho em không bán lẻ mà theo combo nhá. 100k hai chiếc thôi. Về mặc dần. Chân váy 100.000 hai chiếc nào. Chân váy Yumi co giãn thoải mái cho người từ 55 cân đổ về vẫn vừa nhá. Đó, 40 đến 55 cân. Hết đi. Ok, Thiên Lý đến mã 8 rồi nhá. Tiếp theo nào. Chân váy này 100.000 hai cái, mọi người chia sẻ like cho em nhá. Chân váy 100k hai chiếc này. Đó, em không bán lẻ, em bán combo. 100.000 hai cái nhá, hàng vải Yumi của Hàn, co giãn thoải mái đấy ạ. Từ 40 đến 55 cân mặc công sở đi làm thoải mái. Áo sơ mi một chiếc duy nhất của GC này. Hàng này hàng của hãng rồi nhá, vải pha lụa. Và
vải sơ mi hàng von lụa đấy ạ, hàng von lụa cao cấp 99.000 thôi. Màu này màu be này, một chiếc duy nhất, mặc đẹp dã man luôn này, 99k. Ai lấy comment xem là sơ mi kèm chuẩn thoại, lấy chân váy comment 100k kèm chuẩn thoại, nhanh tay nào. Nhanh tay nào, sơ mi cao cấp đấy ạ. Mặc rất là đẹp này. Màu be. Ok, Phương Nguyên để sơ mi đi nhá. Phương Nguyên comment lại số cho em này Phương Nguyên ơi. Cho em xin số điện thoại nào. Comment lại cho em số điện thoại vậy ạ. Lấy sơ mi comment lại cho em. À, có số đúng không? Ok Phương Nguyên nhá, cái 99.000 này. Có ai để chân váy không? 100.000 hai cái thôi. Xinh đấy ạ. Có chị ơi, có. Em uống sinh tố thôi, uống cà phê đâu, uống sinh tố thôi. Chị em sinh tố, cái gì nhỉ? Anh là mùa hạt. Nào, mẫu này của em này, cho người từ 56-57 cân đổ về vẫn vừa nhá. Sơ mi hồng, hàng vải đuôi ạ. Từ 56-57 cân đổ về vẫn vừa. Chân váy 100.000 hai cái, mặc đi làm thoải mái này. Mặc đi học, mặc đi làm thoải mái. Ai lấy thì comment cho em là 100k chân váy kèm điện thoại. Còn áo đang bán giá 99.000. Áo 99k đấy ạ. Áo sơ mi hàng đẹp nhá, chất vải đuôi 99.000. Màu hồng phai ạ, màu hồng nút. Xếp. Hồng nút nào. 99k rồi này. Ưng chốt nhanh cho em nào, không thì comment nào qua mẫu cho em nhá. 99.000. Đó, mặc cả set này đi làm này, xinh chưa? Rất là dễ mặc đúng không ạ? 99k thôi. Không ưng thì comment là qua mẫu cho em nhá. Chân váy 100.000 hai cái. Áo 99k một chiếc này. Lấy comment luôn cho em ạ. Mọi người muốn xem sơ mi trắng nữa không? Muốn xem hàng gì comment bên dưới cho em nhá. Muốn xem hàng gì thì comment ở bên dưới cho em. Ok, sang mẫu mới này. Nóng quá. Áo nào. Sang áo này đẹp này. Áo lưới. Sang mẫu khác nhá. Đây chân váy đấy ạ, có ai lấy chân váy không? 100.000 hai cái đấy ạ. Sợ nó đổ thế này. Em có hai màu này,
và một cái màu trắng thôi ạ. Còn đúng một cái. Ô này, cái hàng thì vừa em bán cổng chỗ đâu? Cái hàng hàng của anh này. Đây là ban đây này. Em có lên đấy. Thêm 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 cả nữa này. Nào, em có hai màu, màu đen và màu trắng này, 99.000 thôi. Ai lấy comment cho em màu kèm số điện thoại nhá. Lưới đây ạ, lưới lưới mặc thích lắm, rất là trẻ trung này, có thấy không ạ? Cực kỳ khỏe khoắn người mà trông nó rất là chanh xả luôn. Nhanh tay nào, 99.000 cái này mặc đi bơi được mọi người nhá, dáng body suit đấy ạ. Dáng body suit mặc đi bơi được luôn, một công đôi việc này. Đấy, một công đôi việc có 99.000 một cái thôi. Lấy comment cho em màu kèm số điện thoại, có hai màu đen và trắng đấy ạ. GC này, GC. Hàng cao cấp đấy ạ, đẹp dã man. Cái này bán toàn trên 200 thôi ạ. Bán toàn trên 200 thôi. Giờ giảm còn 99.000 một chiếc. 99k nào. Mọi người lấy màu gì thì comment màu ý cho em kèm số điện thoại nào. Lấy màu gì comment màu cho em kèm số điện thoại. 99k nào. Hai màu đen và trắng này. Nhanh tay nhá, hai màu đen và trắng. Không ơn thì comment là qua mẫu cho em. Tiếp theo này. Nào, lấy màu gì comment màu cho em nào. Bạn chưa làm dây à? Nào, ok Trang nhá, em dồn đơn rồi đấy ạ. Em yêu ơi, đang từ dây ra. Đang từ dưới đang lên đấy. Sang mẫu mới nào. Một em áo nhũ này. Áo nhũ ạ. Áo nhũ một chiếc nhất này, hàng này hàng vải len tăm nhá, co giãn thoải mái. Từ 55 cân đổ về. Áo này giảm còn 59.000 thôi này. Đẹp dã man đấy ạ. Áo nhũ 59k nào, mã 10. Ok ạ. Mã 10 nào, 59k. Đó, áo nhũ đấy ạ. Hàng vải len tăm, mọi người nhớ hàng len tăm này. Mặc rất là trẻ trung, 59.000 thôi. Co giãn thoải mái, từ 55 cân đổ về vẫn vừa. Lấy comment cho em nào. Nhanh tay này, lấy comment luôn cho em đi ạ. 10 kèm số điện thoại, 59.000 nhá. Mã 10, 59k. Tiếp theo này, sang của em dáng cờ lon top. Một em dáng cờ lon top màu đen này. Một em dáng cờ lon top màu đen nào. Ok, Yến Phương lấy mã 10 nhá. Yến Phương mã 10 này, 59.000. Nào, mã 11 đây ạ. Dáng cờ lon top màu đen. Co giãn thoải mái, hàng vải cốt tông này. Đây ạ, đẹp dã man này. Hàng cốt tông. Mẫu này giảm còn 49.000 thôi ạ. 49k thôi nào. Dáng cờ lon top. Yến Phương có đơn rồi mà. Đầm với cả hai công ty vàng này. Cái này hả chị? Ừ, 59.000. Cái này như bỏ ra ngoài sao ấy. Đầm vàng ấy. Đầm vàng với cả hai combo ấy. Sắp ở ngoài này. Nào, mã 11 nào. Nhanh tay này, 49k một chiếc thôi. Co giãn thoải mái cho người từ khoảng 54-55 cân đổ về vừa nhá. Hàng vải cốt tông rất là mát đấy ạ. Hàng cao cấp này, vải cốt tông rất là mát. Tem mát đầy đủ đấy ạ. Đó, cực kỳ đẹp luôn ạ. Nhanh tay nào, có 49.000 một cái này. Còn lon top 49k. Đây là mã 11. Không ơn thì comment là qua mẫu cho em nhá. Tem không ơn comment là qua mẫu. Mã 11 49.000 nào. Mã 11 49k.
chốt nhanh nào. Em ở Long Biên, Hà Nội nhá. Mã 11 này 49.000. Ok, tiếp theo này. Dáng còn đang tốt nhá. Một em sơ mi màu đen nào. Sơ mi màu đen đấy ạ. Cái này là cúc bấm nhá. Dạng cúc bấm đây ạ. Cho người từ 60 cân đổ về vẫn vừa này. Sơ mi màu đen dạng cúc bấm. Đó. Cho người từ 60 cân đổ về vẫn vừa. Mẫu này em đang bán nhanh với giá là 99.000 thôi. 99k nào. 79k nào. 79.000. 79k này. Bảy chín nghìn. Lấy cỏ men là 12 cho em nào. Đó. Từ 60kg đổ về vẫn vừa. Mã 12. 79k. Sơ mi đầu quần đấy ạ. Sơ mi đầu quần 79.000 một chiếc nhá, màu đen, mã 12. Cổ tim này, từ 60 cân đổ về vừa. Ai lấy comment cho em là 12 kèm điện thoại nhá. Út heo lấy mã 12 cho chị siêu điện thoại nào. 79k này. Út heo lấy mã 12 comment cho chị điện thoại nhá. Tiếp theo này. Em phép này. Vải lụa. Có hai màu ạ, màu hồng và màu xanh. Đây màu xanh đây ạ. Màu xanh đây ạ. Và đây là kẻ sọc như này ạ. Mặc cái rất trẻ này, có 120.000 thôi. Mã 13 nhá. Sao đây ở Long Biên Hà Nội ạ, xếp hàng toàn quốc. Dành cho người từ 40 đến 55 cân đổ về vẫn vừa. Tại vì hàng này hàng kẹp kéo khóa này. Kéo khóa và bo chu nên co giãn rất là thoải mái nhá. Bụi quá. Ok, Phương Nguyên lấy màu gì Phương Nguyên ơi? Đây ạ. Dài bắt đầu gối chân này. Sang mà, đẹp dã man. Em có hai màu. Hàng vải lụa nhá, hàng vải lụa. Hai màu, xanh kẻ và hồng kẻ. Dáng cỏ đang tốt đấy ạ. Mã chưa xong. Đang thư thư làm tí. Nào Phương Nguyên lấy màu gì Phương Nguyên ơi? 120.000 một set thôi ạ, lấy màu gì? Hồng hay là xanh? Lấy màu hồng hay là xanh nào? 120.000 một set. Lấy màu gì comment màu ý cho em nào. Ok, Lê Thu Phương lấy màu xanh comment cho em xin số điện thoại nào. Lấy màu xanh comment cho em xin số điện thoại. 120.000 thôi, giá rẻ như cho này. 120k. Nhanh không hết hàng nào, có mấy bộ thôi ạ, có mấy bộ thôi. Cái này bao nhiêu đấy chị? Ok, hồng này. Phương Nguyên lấy hồng, họ Phương Nguyên lấy hồng này. Và Trang Nguyễn Thị Vân lấy hồng này hết này. 120.000. Hết
nhá, còn hai xanh thôi ạ, hết hồng rồi. Đến của hồng của Phương Nguyên với cả Trang Nguyễn Thị Vân là màu hồng này. Đã hết hồng nha, có mỗi hai bộ hồng thôi. Có ai để xanh nữa không ạ? Juna Candy Lee này, comment cho số điện thoại nào, comment lại số cho em với ạ. Comment lại cho em số điện thoại nhá, còn đúng màu xanh thôi. Nhanh tay nào. Hết hồng, hết hồng. Đúng rồi ạ. Tại vì em đang mặc luôn cho mọi người xem cho nhanh ý. Chị Candy Lee lấy comment lại cho em số điện thoại của chị Đóng ấy nhở. Lấy comment lại em số điện thoại nào. Về mọi người tập qua là được mà, tại vì hàng em đang gấp ấy, nên là thế đấy. Lấy comment lại em số điện thoại nhá. 120.000 thôi. Màu xanh còn đúng một bộ nào. Ai lấy nốt cho em đi điểm qua mẫu mới nào. Lấy nốt cho em đi điểm qua mẫu mới nào. Giá rẻ như cho đấy ạ. Ok, có mỗi màu xanh này thôi. Đây xanh dương ạ, xanh trời đấy ạ. Túi hai bên này, túi một bên ạ. À túi hai bên. Đó, túi hai bên, xanh trời rất là đẹp ạ. Cái này là 120.000 nhá. Lấy comment luôn cho em này. Còn đúng một bộ thôi ạ, ai lấy nốt đi. Cho nó hết hàng luôn đi nào. Còn một bộ màu xanh này lấy nốt cho em đi nào, qua bộ khác này. Em sang màu mới nhá. Áo kiểu là con đúng. Không có màu đen ạ. Không có màu đen. Con đúng một bộ là quay lại lốt cho em ạ. Màu xanh này 120k thôi, set sơ mi. Dáng con top nhá. Một bộ cuối cùng. Ai lấy nốt cho em nhỉ, để qua màu mới này. Em có đánh xinh dã man này. Cái này xinh dã man này. Em sang màu mới nhá. Mẫu này của em là
79.000 trễ vai nhá. Gen trễ vai. Co giãn thoải mái đấy ạ. Thích dã man này, hàng co giãn. 79k một cái thôi này. Ai lấy comment cho em 14 kèm số điện thoại. 79k mã 14 nào. Nóng quá. Có đúng màu này thôi ạ. Màu này của em nó như kiểu màu trắng kem ấy ạ. Gen màu trắng kem nhá, màu trắng kem. Đó, có co giãn này. Co giãn thoải mái luôn, mặc rất là thích. Gen co giãn 79k thôi ạ. 79.000. Lấy comment cho em nào, 79k, mã 14 nào. Số lượng này về tầm khoảng mấy cái thôi ạ, còn mấy cái thôi. Phối đồ rất là dễ đấy ạ. Phối đồ rất là dễ, 79.000. Mã 14 nhá. 79k một chiếc này. Em sang mẫu tiếp theo. Không phải free ship được nhá. Khách lấy gì bên em vẫn tính giá ship như bình thường đấy ạ. Vãi nó đan này. Tiếp theo là em áo ren này. Ôi nóng quá, ép nó đan rồi, bây giờ mình cũng sợ không? Mã 15 này, một em body suit này, mặc đi bơi được đấy ạ, hàng ren cao cấp mọi người nhá. Hàng vải ren cao cấp mã 15, đang dây được đấy ạ. Em ơi lấy xỉ từ 50 sản phẩm từ lên nhá, trở lên nhá. Lấy xỉ từ 50 sản phẩm trở lên, đặt cọc thẻ trước rồi chọn nhân livestream cũng được. Giá xỉ thì bớt. Cái đấy thì bên các bạn đấy, bên kế toán sẽ gọi cho em, chứ chị cũng không rõ giá xỉ bớt như nào. Tại vì cách thức lấy khác nhau, lấy nhiều hay lấy ít. Lấy nhiều hay lấy ít, cách thức khác nhau nữa. Nào, em này đang rất là đẹp đấy ạ, mặc đi bơi được luôn này. Mẫu này của em là 320.000. Giờ giảm còn 150k thôi. Gen nhá, 150.000 nào. Lấy comment cho em. Ok này, Yến Phương lấy luôn. Cái đẹp lắm em ạ, có 150.000 thôi. Còn đúng một cái mà người đan dây mà. Cái này còn đâu, đâu. Em để đâu một cái nữa không? Nhét à, hay là để ngoài? Để ngoài. Nào, còn một chiếc này. Mặc cái này đẹp miễn chê luôn mọi người nhá. Nó lên form dáng mình đẹp miễn chê này. Quả tròn dã man này. Đó, em còn một chiếc nào, còn một cái nữa. Mã 15, mặc đi bơi rất là đẹp này. Đó, hàng cao cấp 320.000. Giờ giảm còn có 150k một chiếc thôi. Tháng sau đây ạ. Chú ơi, chắc cần 1-2 cái gì đấy. Nào, 150.000 nào. Đầm vàng sau lưng này là 119.000 một cái ạ. 119k một chiếc nhá. Đây, cho cái này vào cho người ta đây. 119k chị ạ. Nào, cái body suit này có ai lấy không ạ? Body suit này, còn một chiếc đây ạ. Còn đúng một cái này. 150.000 thôi. Mặc đây trong cái dã man này, tròn xe. Ok, sang màu mới nhá.
Ok, sang mông mới nào. Một em áo kiểu này, áo đá nhá, cái này 49.000 thôi này. Áo đá 49k rất là sang rồi đúng không ạ? Gập rũ thoải mái không bong đâu ạ. Cực kỳ bền này. Đó, 49.000 thôi, co giãn thoải mái từ 55 cân đổ về. Lấy comment cho em là 16 kèm số điện thoại nào. Mã 16. 49k nào. Đây là tay lửng nhá mọi người nhá, tay lửng. Hàng vải thun co giãn thoải mái này. 1m50 vừa chị ơi, 1m50 vừa. Quần đang mặc không bán á. Đó. Áo rất là sang đấy ạ, kiểu cổ chữ U này. 49k đấy ạ. 49.000 thôi, cổ U nhá mọi người nhá, cổ chữ U. Cổ chữ U đấy ạ. Tay lửng. Co giãn thoải mái từ 55 cân đổ về này, ống tay lửng. Đó. 49.000 thôi ạ. Chiếc thứ nhất áo đá này 49k nhá, tay là hàng lửng. Tiếp theo này, xếp có này, xếp cao cấp này. Xếp cao cấp. Nào 49.000. Quần đang mặc không bán á. Đây 49k nhá, em sang màu mới này. Ok này, Yến Phương với áo 49.000 này. Về Yến Phương luôn này, 49k. Tiếp theo này. Cái nào chị, cái váy vàng này hay là váy này ạ? Hai cái này cái nào, chị là chị muốn xem cái nào ạ? Tiếp theo này. Áo 39.000. Cái này là hàng nhũ mới nhá, hàng nhũ ba lỗ này, 39k một chiếc thôi. Áo 39.000 nào, co giãn thoải mái từ 55 cân đổ về đấy ạ. Nào áo 39k nào. Ok ạ. Chờ em một xíu nhá. Nào áo 39.000 nào. Ok chờ em một xíu ạ. Màu hồng này. Rất là trẻ trung nè. Sóng nước này. 39k thôi, từ 55 cân đổ về hàng nhũ nhá. Lấy comment luôn cho em nào. Quần đùi hết rồi em ơi, quần đùi hết rồi. Quần đùi hết rồi. Áo này 39.000, ai lấy comment luôn cho em này, 17 nhá. Mã 17, 39k này. Tiếp theo này. Đây áo váy vàng của chị đây nhá. Đỏ quá. Váy vàng đây 100. Cái này em đang bán với giá là 119.000 một chiếc. Mua 2 cái còn 150k thôi. Ok Yến Phương này. Còn luôn 17 này, em đang 9.000. Đây váy vàng đây ạ. Váy vàng đây chị ơi, từ 55 cân đổ về vẫn vừa nhá. 119.000 một cái. Mua từ 2 chiếc còn 150k. Mua từ 2 cái còn 150.000. Mua lẻ là 119k đấy ạ. Rất là sang này. Dài qua đầu gối chân nhá, hàng vải hàng vải đuôi hai lớp. Mọi người cho nhanh nào, sắp hết giờ của em rồi ạ. Chút nhanh đi, sắp hết ca rồi. Nhanh tay nào. Mấy phút nữa? 10 phút nữa. Đây ạ. Ai lấy comment cho em là 18 kèm số điện thoại này. Mã 18 120.000 nhá. Quay mất 100, đúng rồi 120k. 119k đấy ạ. Mã 18 này. Không muốn thì comment là qua mẫu cho em nhá. Mã 18. Tiếp theo này. Đây ạ, chị Ngọc Lý, Bích Ngọc Lý comment trên số điện thoại nha.
120.000 thôi. Sang mẫu tiếp theo này, một em quần nóng quá. Ok, Big Town, Big Town ạ, mình bảo hình Bích Ngọc. Ok, Big Town chị lấy vàng nhá. 119.000 này. Tiếp theo này, một em quần nào. Vải Yumi. Hàng này của em là hàng cao cấp mọi người nhá. Quần vải Yumi là hàng cao cấp này. Cho người tầm khoảng từ 50 cân đổ về đấy ạ. Đan này. Quần rất sexy, quần rất đẹp của em, đan này. Đan xích. Đan mắc đẹp không ạ? Cái này giảm còn 99.000 thôi. Em ơi gửi rồi cầm tú nhá. Áo thể thao gửi hết rồi đấy. Nếu mà gọi điện lấy đi chỉ rồi nhà gửi rồi. Tú á. Quần về này. Cầm tú ơi, hàng của em giao đến nơi, gọi điện thuê bao, người ta hoàn về rồi em nhá. Nào, quần đấy ạ. 99.000. Mọi người mua hàng để điện thoại giúp em nhé. Tại vì khi mà gọi điện thuê bao là bên em hoàn về phí rất là nặng đấy ạ. Nào, 99.000. Má 18. Số điện thoại em đang xài mà chị không biết, nhưng mà khi mà đến giao đến nơi thì gọi điện thuê bao nên là người ta lại hoàn về, chị mất hai đầu phí ship đấy. Ok em, chị mất hai đầu phí ship đấy. Nào, quần này từ khoảng 49 cân đổ về cho đẹp nhá, 49 cân nhá, 99.000 thôi. Quần cáp cao, vải Yumi rất là dày này, đan cực kỳ cá tính luôn ạ. 99.000, mã 18 nào. Có ai để mã 18 không ạ? 99k. Đang mặc không bán ạ. Cái đang mặc không bán nhá. Nào, 99.000 có ai lấy không ạ? 99k này. Quần một chiếc duy nhất này, mã 18 nhá. Em sang mẫu mới này. Cái này của em là một em váy suông ạ. Váy suông này. À đây, cái này là zoom 17 nhỉ. Đây là zoom ạ. Đây là zoom, zoom hoa, zoom dưa hấu này. Zoom hoa quả đấy ạ. Co giãn thoải mái từ 55 cân đổ về vẫn vừa. Cái này bán nhanh 59.000 thôi. Zoom nhá. Hàng vải thô tuyết này. Chất hàng thô tuyết ạ. 59k thôi. Lấy comment cho em là 19 nào. Hoa ly bạn đây nha kìa. Mã 19, 59.000 nào. Nào, ai lấy comment cho em là 19 kèm số điện thoại nhá. 59.000 thôi. Tiếp theo em sang mẫu mới này. Xuống chỉ còn có 59.000 thôi. Đây là mã 20 này. 59k nào. 59.000. Áo giấu quần không bạn á? Áo giấu quần hiện tại thì em của ai đây nhỉ? Nào, ai lấy comment cho em nào, 20 kèm số điện thoại nhá. Ai đấy? Giờ rồi ạ. Đang làm. Số ai đấy? Ui. Đang ở Long Biên. Ừ.
Cái gì? Chưa, chuẩn bị nghỉ thôi. Tí gọi lại nhá, tí gọi lại nhá. Nào, ai lấy comment cho em nào mã 20-59k đây ạ. Màu trắng bánh bèo rất là sang này, 59.000 thôi ạ. Mã 20-59k. Ai ưng chốt luôn cho em nào, không có comment nào qua mẫu nào. Em ở Hà Nội đúng không Cẩm Tú ơi? Em ở Hà Nội đúng không? Tại vì Hà Nội đây tổ trưa hay là thì sáng nay người ta giao mà. Người ta sẽ giao lúc sáng nay hoặc trưa nay cho em. Hoặc là để chị kiểm tra lại đơn nhá. Hay là có hai Cẩm Tú nhở? Nào, mã 20 của ai lấy không ạ? 59.000 một chiếc này. Em sang mẫu mới nhá. Cẩm Tú comment lại cho chị xin số điện thoại nhá, để chị kiểm tra đơn cho em cho dễ. Tiền Giang. Em ở Tiền Giang. Ok, thế là có hai Cẩm Tú rồi. Comment lại số cho chị nhá. Comment lại cho chị số điện thoại với ạ. Mới đặt trưa hôm qua. Trưa qua thì đến từ gì? Thế thì người ta đang hỏi là cái gì nhở? May à, may à. Hàng người ta hỏi là hàng hàng của người ta gửi chưa? Mệt quá. Nào, tiếp theo này. Ok này, số Cẩm Tú này. Úi dồi ôi, sao lên điện thoại mình có kiểu căn rơi sao nhở? Rơi từ lấy giờ. Ai bảo thế không chị like sớm nhá. Chẳng qua đến nó phải chờ thôi. Chẳng thế à? Sao mà vào đây lại cứ vậy? Anh cứ chờ em đi. Thế là lại phải chờ. Nào áo này nè. Áo này 59.000 này. Áo phông này 59k này. Ai lấy comment luôn cho em nào. Ưng chốt luôn cho em nào. Giá rẻ như cho ạ. Giá rẻ như cho đấy ạ. 59.000 nhá. 59k này. Nào, mọi người cho hàng nhanh cho em nào, còn có mấy phút thôi ạ. Mua nốt cho em đi nào, 59.000 thôi này. Cái này 52 cân vừa chị ơi. 52 cân vừa thoải mái ạ. Cái này 55 cân vừa luôn. Đẹp lắm, 59.000. Hàng này hàng vải von lụa của em đấy ạ. Chất von lụa này, đẹp dã man luôn. Chất von lụa đấy ạ. 55 cân đổ về vẫn vừa nhá. 59k thôi. Lấy chốt luôn cho em nào. 21 kèm số điện thoại. Đó. Cực kỳ trẻ trung đấy ạ. Mã 21, 59.000 một chiếc nào. Comment cho em 21 kèm số điện thoại. Đó. Mặc rất là sang người luôn này. Mã 21, 59k. Một chiếc duy nhất nào. Không ưng comment là qua mẫu cho em nhá. Tiếp theo này, mã 22 này. Em sơ mi màu hồng nào. Màu hồng nào, mã số 22. Một chiếc duy nhất đây ạ. Bán nhanh 99k, hàng vải đũi này. 99.000 nào. Màu hồng vải đũi 99k nhá. Ai lấy thì comment luôn cho em là 22 kèm số điện thoại.
Má 22 nào. Má cuối cùng này. Má cuối cùng của em ngày hôm nay nhá, 99.000. 99k nào. Lấy chốt luôn cho em 22 kèm số điện thoại, không cần comment nào, qua mẫu cho em luôn này. Má cuối cùng 99.000. Sơ mi hồng cho người tuổi non cân đổ bến vừa đấy ạ. Hàng vải đuôi 99k nhá mã cùng này. Mọi người hôm nay thì em sẽ kết thúc livestream ở đây nhá. Muộn rồi ạ. Bây giờ cũng muộn rồi. Hôm nay nghỉ ở đây thôi. Ngày mai thì em vẫn làm ca. Béo về đúng không? Căn giờ về à? Ngày mai thì em vẫn làm ca từ lúc 14 giờ chiều hàng ngày. Mọi người nhớ thu xếp thời gian rồi và mua sắm tiếp cùng với em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.